Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ô Tô Hay. Vâng, hôm nay là ngân hàng không giải ngân. Đấy, cuối năm rồi mà xe lướt thì rất là khó bán. Toàn những xe đẹp. Vâng, thời điểm này thì cũng cận Tết rồi. Đấy, bên em thì cũng muốn bán nhanh. Đấy, để chuẩn bị cho gia đình một cái Tết cho nó xem nó có đầm ấm không. Đấy. Tất cả cái giá xe trên thì bên em đều có thương lượng, bao giúp hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển cho quý vị các bạn. Bên em thì có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn An Dương, thành phố Hải Phòng. Ngay cạnh đường 10 đây, giao thông rất là thuận tiện. Vâng, chiếc đầu tiên là một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất 2017, phiên bản số tự động, máy 1.2. Sơn xi màu trắng ngọc trinh, một mẫu xe gia đình sử dụng. Xe còn zin nguyên bản, mang biển kiểm soát Thái Bình 17A28908. Hyundai Grand i10 thì có 4 phiên bản trong cái đời này: bản sedan 2 đầu, bản tiêu chuẩn, bản số sàn, bản đủ và phiên bản số tự động. 3 phiên bản, chính xác là 3 phiên bản quý vị các bạn nhé. Phiên bản số tự động máy 1.2. Một mẫu xe sedan ở phân khúc hạng A cộng, rộng rãi, trang bị đầy đủ, chìa khóa thông minh đề lổ, gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe xi nhan tích hợp trên gương, và chủ xe đã lên màn hình Android cam lùi, cam hành trình đầy đủ hết rồi. Nội thất ghế da sạch sẽ, thảm trải xịn sò. Hyundai Grand i10 2017 và mức giá là 362 triệu đồng. 362 triệu đồng thì tất cả cái giá trên em đều bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, giá cả thương lượng. Mặc dù ở mẫu xe ở phân khúc hạng A cộng nhưng khoang nội thất và ghế khá là rộng và ngừa. Xe zin toàn tập. Đó, cửa đóng chắc chắn. So với cái mẫu xe ở phân khúc hạng B thì mức giá sẽ lớn hơn rất là nhiều. Nhưng cũng là sedan, giá cả hợp lý, lại còn tiết kiệm nhiên liệu. Rất phù hợp với gia đình sử dụng, với nhu cầu đi lại cơ bản, tránh mưa tránh nắng, đi lại công việc cũng khá là ok. 2017, 362 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là một chiếc Toyota Vios, một mẫu xe định vị ở phân khúc hạng B, sản xuất 2017, phiên bản số tự động, hộp số CVT, bản ECVT là chính xác. Mang biển kiểm soát thủ đô 30E77179, thần tài lớn, sơn xi màu đen nguyên bản. Nội thất ghế da rộng rãi sạch sẽ, ngồi ghế da chuẩn bài Vios. Anten vây cá mập. Cửa đóng rất là chắc chắn. Màn hình cam lùi, màn rất đầy đủ, cam hành trình nữa. Lên trần 3D rồi. Chiếc xe này thì hiện tại đang có mức giá đề xuất là 429 triệu đồng. Xi nhan tích hợp trên gương, một dòng xe nồi đồng cuối đá, phá cũng không hỏng, đồ đạc thay thế rất là sẵn và rẻ. Thị trường Việt Nam thì cũng như khu vực Đông Nam Á thì những cái mẫu xe đến từ Nhật Bản rất được ưa chuộng, bền bỉ, không hỏng vặt. Tiếp theo là một chiếc Honda City cùng phân khúc với cả Toyota Vios, sản xuất 2016, phiên bản số tự động, bản CVT. Honda City thì có bản Honda City Top là bản cao nhất, bản này là bản trung. Phiên bản số tự động máy 1.5, mang biển kiểm soát 15A55701. Sơn xi màu trắng, dòng xe này thì rất đẹp, là dạng núp phanh đĩa ABS. Gương kính chỉnh điện, xi nhan tích hợp trên gương. 2016 và mức giá là 415 triệu đồng. Cái dòng xe Honda City thì có đâu đó cái thiết kế rất giống mẫu xe đàn anh là Honda Civic. Chế độ Eco, cân bằng điện tử, trang bị rất đầy đủ, phiên bản số tự động máy 1.5. Mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó 5,8 lít đường hỗn hợp. Đuôi nó gió thể thao rất là đẹp. Honda City Sport, công nghệ máy EVTEC.
cực kỳ bền, cảm biến nùi rất đầy đủ, cam nùi. Vâng, còn một chiếc Kia Rio nhập khẩu sản xuất 2015, phiên bản số tự động máy 1.4, xe mang biển kiểm soát 14A17547, sơn xì màu trắng nguyên bản rất là đẹp, là răng đúc phanh đĩa ABS túi khí, gương kính chỉnh điện xi nhan trên gương. Dòng xe Kia Rio nhập khẩu này đi rất là hay, đi chắc khỏe, cách âm tốt và máy móc bền bỉ. Phanh đĩa là răng đúc 4 bánh. Quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất và điện thoại quý vị các bạn đưa lên. Quý vị các bạn theo dõi kênh để tìm cho mình, cho gia đình một mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại, với tầm tài chính của gia đình. Muốn mua một chiếc xe cũ ưng ý, hợp đúng chân với mình thì cần phải theo dõi hàng ngày, vì nó không như dòng xe mới, người ta phải bán ra thì bên em mới mua được. Chiếc xe, dòng xe nhập khẩu thì cái nội thất tất cả đều hơn chân những dòng xe sản xuất và lắp ráp ở Việt Nam. Phần tablo, bảng tablo trung tâm này khá là đẹp, thiết kế rất là hài hòa. Đề lộ sát tốp, phím bấm vô lăng, vô lăng này khá là đẹp. Kia Rio 2015 nhập khẩu phiên bản số tự động máy 1.4, đăng kiểm tháng 5 2023. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 409 triệu đồng. Vâng, tất cả cái giá xe trên thì bên em có bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển. Đấy, giá cả vẫn có thể thương lượng thêm. Kia Rio form dáng này khá là đẹp. Một chiếc Toyota Vios 2014 phiên bản số tự động, bản G, bản đủ. Vâng, bản đủ thì được trang bị thêm đèn bi, điều hòa auto. Đó, bản này là bản full, bản cao nhất của dòng xe này rồi. 15A43901, sơn xi màu đen nguyên bản, xe còn khá là đẹp. Sản xuất 2014, phiên bản số tự động máy 1.5, đương nhiên là xe gia đình rồi. Hiện tại chiếc xe này có mức giá là 412 triệu đồng. 12 triệu đồng, xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện. Phanh đĩa là răng đúc 4 bánh luôn, phím bấm vô lăng. Dòng xe nồi đồng cối đá phá không hỏng. Gương kính chỉnh điện này 8 bì còn khá là đẹp. Đóng đèn đóm này, Toyota Vios. Vâng, tiếp theo là một chiếc Hyundai Accent sản xuất 2018 phiên bản số sàn, bản đủ, máy 1.4. Dòng này thì đã sản xuất và lắp ráp ở Việt Nam. Đấy, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, một chủ tự động. Bản đủ trang bị phanh đĩa ABS, la răng đúc 4 bánh, gương kính điện, xi nhan trên gương, gương cụp xe. Chủ xe đã độ lên để lổ start top. Màn này Android cam nuôi. Phiên bản số sàn, hộp số 6 cấp. Thất khá là ok. Đấy, phím bấm vô lăng này, vô lăng bọc ra. Gương kính điện. Phần khúc B là trang bị rất đầy đủ, có cả cân bằng điện tử. Hệ thống đèn đóm siêu chia khoang khá là đẹp. Vâng, tiếp theo là một chiếc Kia Cerato sản xuất 2019, một mẫu xe siêu lướt, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, zin cả xe, mang biển kiểm soát Thái Bình, 17A13395. Xe này trang bị động cơ là 1.6, phiên bản số tự động. Form này là cuối 2018 thì Kia Cerato lên form mới rồi. Form này thì nhìn là khá là đẹp. Một mẫu xe định vị ở phân khúc hạng C, treo êm, cách âm tốt, là răng quá đẹp, là răng 17 inch, phanh đĩa ABS 4 bánh, sân kính lẹp mưa. Cái này là lẹp nguyên bản từ nhà máy nhé. Nội thất kế ra nguyên bản, sạch sẽ, thảm trải xịn sò. Hệ thống âm thanh của Kia Cerato rất hay luôn. Chìa khóa thông minh cả hai bên này,
Đấy, cầm chìa khóa đến gần là nó tự lốc cửa. Xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, gương khung xe. Đấy, khóa điện bấm tắt khóa cửa là nó sẽ tự gục cụp gương nhé quý các bạn nhé. Đấy, Kia Cerato thì có 3 phiên bản, số tự động, bản phiên bản tiêu chuẩn, đấy, phiên bản Deluxe và phiên bản 2.0 nữa. Đấy, vô lăng quá đẹp, xe này đâu đó chỉ chạy chưa đến 4 vạn nhé. Màn hình Android, SIM 4G, đấy, phím bấm vô lăng, cam hành trình, không thiếu một cái gì cả. Hệ thống âm thanh 6 loa, cả loa tép, 7 loa. Xi nhan gương, hạn đăng kiểm 2023. Và chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 525 triệu đồng. 525 triệu đồng bên bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, giao xe toàn quốc cho quý các bạn. Đấy, hệ thống đây là hệ thống đèn nét định vị ban ngày. Đấy, đèn này nhìn cực phê luôn. Hệ thống đèn đóm của Kia Cerato thì không chê vào đâu được. Đèn bi gầm, form đẹp, phần khúc C rộng rãi, cách âm tốt, chạy chắc, khỏe. 525 triệu đồng, đấy, xe còn zin cả xe. Vâng, vừa rồi thì em đã lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị các bạn những cái mẫu xe đời cao, xe gia đình sử dụng. Đấy, quý vị các bạn nào quan tâm, có nhu cầu sử dụng mẫu xe nào thì liên hệ em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe mình cần mua, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, xin kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.